hứa sẽ cưới rồi nha. Hết năm nay mà không thấy, thôi mách ba mà mong anh già. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điều hò đưa ra. Bởi quá thương em nên anh giáng sang năm mừng ăn lên anh hốt em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây tơ duyên hai đứa thương tới già. Anh nói mày này em sẽ nón cùng anh, hỡi khoan hò khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây tơ duyên hai đứa thương quá trời. Em đã đem lòng yêu lấy anh hỡi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo. Không được.
Thiếu gì đâu nơi anh tấm lòng, đồng bằng sông nước mình
tình là dư. Linh dù nào với trong chiều nay, bao hình áo quay rồi tay. Đừng trách con đò sang sông. Thương
một màu hôn thì đừng trách con đò sang sông. Sớm tối có em chung phòng, để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Trai nắng vui ghê, tiếng nhạc sập sinh sập sinh, đám cưới đôi mình linh đình. Mấy năm qua rồi cuộc đời anh cứ mãi lòng bông, chờ ngày mai mối đây sớm tối có em chung phòng. Để anh thôi tương tư trong lòng, còn tìm dần lối cho ta cùng nhau về xây giấc mộng. Qua nhà em, quanh tay cúi đầu xin phép tia má, cho anh từ đây được làm con ở trong nhà. Thấy ghê hồng, người sống chờ ngày mình lên xe bông. Em ơi từ nay là em phải kêu anh bằng chồng. Giờ anh đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết qua màu, trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mặn mà, hai nhà thông gia cười ha ha. Lâu 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 thì ta mới nhậu một lần, vui lên đi cùng nhau say hết đêm. Xe đắp tương lai, cầm bàn tay hứa yêu em mai sau này. Giờ lành đã chúc xong xuôi, đàn trai đi qua rước dâu đông vui. Xe hơi kết hoa màu, trong lòng anh thêm nôn nao. Quan viên hai hò rộn ra hò reo, lứa đôi tình thêm mặn mà, hai nhà thông gia cười ha ha. Kiều quá với anh, đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Còn ông từ làng bên đã kết hôn kìa, em ok là anh sẽ rước em về. Mình thừa ba má tính cái chuyện trầu cao một lần.
kêu quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Em xinh tươi hồn nhiên lứa tuổi trăng tròn, anh 25 tuổi xuân cũng đã hao mòn. Bảo phong ba chẳng lo ta sát giai kề, thật tha chất phát đầm tình chàng trai quê. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Quê hương anh đồi xanh bát ngát nghiêng bình, quê hương em cỏ hoa thơm ngát hương tình. Xe tôi duyên thành đôi hai đứa chúng mình, mang kiều hoa anh tới đưa nàng mà về dinh. Còn gì mà tính em ơi, thôi lên kiều quá giới anh. Đời này được có bao lâu, yêu mình em mãi thôi. Họ hàng mình kết thông gia, ông bà ta sẽ vui. Thiệp hồng ngày cưới trao tay, ta sẽ xứng nhau mình ơi. Mình đêm la đêm qua, tự nhiên có người vô đứng trước cửa nhà. À thì ra con bà ba sắp tới lấy chồng. Thiệp hồng trao tận tay anh đâu có mong. Vì anh thương em từ thuở lên mười, ngày mùa hôm nào thèm thùng nhìn em cười. Ngược chiều dòng sông xưa còn đây hình bóng cô nàng. Tuổi xuân thì bò mơ mộng còn đang gió giang. Sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao em, gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che, yêu thương là để bao tràn, lầm đường là để cho ai dẫn dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xã em trao em, gọi game để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Theo nhịp piano anh bồi hồi, bia đã ngâm, anh đã thấm hơi mấy say rồi. Nhìn trời nhìn mây, ông bom đồ nô tung cánh bay ngang đời. Người xuất gia bỏ lại tiếng sao trời dời. Ngất hôm nay anh không sai không về đâu. Hãy nắng hãy nắng hãy dâng ly trà, mừng ngày nàng đã qua. Cùng nhau hòa ca mình góp vui, tưng ta đưng tưng 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 tưng. Một chàng vỗ tay để cho buổi tiệc hôm nay được tưng bừng hơn được không à? Sân khấu anh nhảy cha cha cha, bà con xâm diện qua xa lan hôm nay. Úi giời, hai ba chục lon anh chơi tóc tay. Vì anh thương em từ thuở lên đình. Trưởng tộc hai bên cùng gia đình thân bằng độ mại, hôm nay thường ông bà người ta thường nói cây có tội mấy chỗ xanh cành lá, còn người làm người phải có tổ có tâm có ông có bà. Thì cái công sanh dưỡng, dưỡng dục phù lao là chữ hiếu lớn nhất trong cuộc đời của con người. Thì hôm nay là cháu tiên vợ chồng Hải tí em tôi nó định vợ định hôn gia thất cho cháu. Thì hôm nay không có chi
thì mời nội ngoại lại trước tỉnh gia tiên, sau để xá là đền ơn công dưỡng dục sanh thành và công cực khổ mấy chú bác bên nội bên ngoại cùng quý anh chị em quan khách chức sắc chức sự để về đến đây dự cái lễ chung vui cho cháu chúng tôi. Không có chi hơn bây giờ thủ tục ban đầu chúng tôi cho trước mắt là nó xá gia tiên cho cháu, nó sẽ lại ông bà nội ngoại tương tài để ngày mai nó xuất giá. Như vậy tôi xin kính trân. Chở che yêu thương là để bảo rằng lầm đường là để cho ai dẫn đường. Tình yêu của anh trao em tóm xa em trao em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Em sinh ra là để chở che yêu thương là để bảo rằng lầm đường là để cho ai dẫn đường. Tình yêu của anh trao em tóm xa em trao em gọi em để dành nào ngờ gì một đêm mơ tương tư đánh cả đời. Nàng vẫn còn là thiếu nữ thương từ chiều cho tới mai, cuộc đời này còn nhiều thứ mà em chưa làm xong. Đây là bà ngoại tiền, ngày xưa sinh đẹp, bà nội của con thương con nhiều nhất. Bây giờ con lại cho bà nội ba lại, đẹp ba tư là ba tư chớ những kỷ niệm hồi xưa bà nội con rất là thương con, chở con đi học từ bà hội bà này chiếc xe đạp đi, từ ba tư bây giờ nó theo biết nói gì. Bé tôi về bố con lại, bà lộn con ba lại đi. Chẳng lầm đường là để cho ai dâng dương. Tình yêu của anh trao em từ ông xa em trao em gọi em để dành nào ngờ. Họ ngoại, kính thưa cùng chức sắc chức sự quý anh chị em cô bác, hôm nay thì những ngày qua là cái công khó nhọc của mấy cô mấy chú ông bà đã nhín chút thời gian quý báu về dự cái lễ du quy chung vui cùng cháu chúng tôi. Không có chi hơn thì bây giờ thôi mời tới đây trước là mấy thì ông quý bà và chú bác cô dì cậu mợ và tất cả anh chị em để cho cháu nó xá một xá để đền ơn cái công khó nhập mà mấy ngày nay đã bỏ một dịp để tới đây. Thôi giờ bây giờ thôi cho nó sáng chung nội ngoại xá một xá, con xá một xá. Đêm không mời bà ngoại luôn đã mấy thím thì cũng không có cái nhấn chút thời gian tới đây dự lễ chung vui cùng gia đình thì cũng bỏ hết bao nhiêu việc dắt qua để lo cho cháu nó lập thành gia thất. Thì hôm nay con cũng ở đây có chi hơn để cho cháu nó xá một xá để đền ơn mấy mợ mấy cậu mấy gì mấy chú mấy cô mấy bác rồi mấy thím hết không chứ không có cơ cô con xá mấy con hết con xá. Thưa với bên trường học mà nội bên ngoại cùng cô bác cũng gì thì bên nội bạn đã mất, còn bên tôi thì còn bà nội tôi là lấy bà bốn tiên thôi đại diện hai bên cùng chung vui hiệp sức để đưa lo cho cháu nó trọn vẹn thì không có chi hơn. Thôi bây giờ đại diện bên thì còn bác Tư là lớn nhất ha, là bác mấy bác kia thì có hai cô thì ngoài ha. Bây giờ bên đây bác Tư, bên đây thì và nội tôi là bà bốn tiên, nội ngoại tương tài phải nhắm một chút cái rượu để cho cháu nó lên ơn và đem cùng cho cháu chúc cho cháu được trăm năm hạnh phúc. Đầu tiên con mời ngoài bà cô, ngoài bà cố, mời bà cố, mời bà cố một ly, rồi cũng mời bà cố một ly. Con mời bà cố một ly.
mày. Bác cũng không có giờ, bác cũng có món quà gửi
cho ngày thành công cũng là cho ngày vui đa năm đó, ngày phúc con được trăm năm hạnh phúc và sống cái là sống vui vẻ cái là vui vẻ và cảm ơn mọi người đã chết tôi rồi. Hai đứa đứng hơn đợi cho nó thân mật đi coi. Đâu 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 đâu. Tại vì em rồi bên nội còn hai. Rồi bên nội hết rồi, bên nội hết rồi. Cảm đâu? Giống mày. Cảm. Đó là cháu. Đây 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 bên ngoại ra đi con. Để bên ngoại. Bên ngoại. À đi hai đây. Hôm nay là cái ngày vui riêng của cháu. Thì cậu hai mà em không có gì hơn. Thì trước là chúc mừng cho mẹ con và ba con. Để làm còn một cái nhiệm vụ làm cha nghĩa mẹ đã xong. Đi dù không mình cũng vẫn là cái nghĩa. Cái thứ nhất, cái thứ hai là bác hai có một cái chức ngành chỉ để cho cháu vì nhà chồng. Rồi bác hai, cậu hai không có chi hơn thì cũng mong là cậu con sống được trăm năm hạnh phúc. Cách ăn theo thở, thở phải theo thở. Ở xuất giá thì phụ nữ phải cùng tử, con ở trên này như thế nào thì không cần thiết. Bữa nay mình nội bộ mình nói chứ ngày mai thì dứt khoát không gửi. Không gửi lắm, tại vì lớn hết rồi, bây giờ đời thời đại 4.0 điện thoại tới nhà làm gì gửi. Thì bây giờ cái gì cũng vậy, tụi con tìm hạnh phúc thì bắt cậu hai không sao, tụi con được trăm năm hạnh phúc nha. Cái này phải dùng cho mà hai mày đeo đi em, tao không thấy được. Tao không dài em. Rồi tới mấy giây. Cái gì mà hôm nay là cái ngày trọng đại của vợ chồng mình Hải, nghĩa là nấu cho tạm người chúc cho công ty trong đó trăm năm. Hãy subscribe cho
trống xa hoa, chịu ăn cay tính thiệt thà. Đám cưới miền Tây nơi thành đô theo anh về đây, cho duyên tình quê thêm đằng sau trầu cao thắm tươi. Giấc giá qua rồi mình đám cưới anh ơi, giang nhạc bập bùng rộn ràng mừng cô dâu mới. Đúng rồi. Cha con một xá, mẹ con một xá để đền ơn. Đúng rồi, đúng rồi. Dụng dục ẩm bầm. Đúng rồi, qua đây. Rồi, mấy bé là chấm dứt. Anh ba qua đây. Không nói gì á, con nói gì con nói đi. Con thích sao? Con muốn nói là con có tự nói gì con nói. Con nói cha, nói mẹ. Cha mẹ con. À, để cho nó nói cho hết lời đi. Rồi con xá cho cha con một xá. Trời ơi vui mà khóc vậy chồng. Nó vui mà khóc. Có chồng mà vui mà khóc. Con Yến nữa. Con Yến có gì nói đi rồi mày. Tình thế vô thường thì con người thì phải lớn lên phải có đôi có tổ, con chim cũng vậy, con người thì mình cũng phải có đôi có bạn. Thì hôm nay những chút thời gian để công cô tới đây là hết, thì không có chi hơn. Thì bây giờ mình nhắn luôn để cho bên nội bên ngoại biết đúng 7 giờ ngày mai là nhà trai đến đây làm lễ hiệp cận cận dước giao trước, thì thỉnh họ sau làm cái lễ dước giao là 7 giờ phải đúng 7 giờ sáng là người ta đã tới đây. 8 giờ là ta hiệp cận ở dưới thì mình sắp xếp như thế nào. Cô bác ở xa gần gì nhất nhất đúng tới 6:45 phải có mặt tại tụ đây. Rồi. Vậy cho nó dễ ha. Vậy là mai 4 vậy là nghe hết chưa? Rồi vậy. Nếu mà ai mà đi đưa dâu thì 6:00 sáng vậy. Rồi bây giờ thôi vậy là anh ơi. Vậy thôi con xá, con xá một xá chung với bạn. Rồi chung ở đây. Rồi, vậy là kính trên
với gia tộc, hai bên nội ngoại cùng chức sắc chức sự cái buổi lễ xuất giá tới đây là hết. Xin kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe, vạn sự đạo thể được vạn an, rồi vạn sự được viên thành hết không? Rồi,